vui mừng được chào đón quý vị đến và quay trở lại đồng hành cùng Quân Số May Mắn. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình Tử Vi Quân Số May Mắn, chúc quý vị vạn sự lành, mọi điều hanh thông, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay, Tử Vi Quân Số May Mắn chia sẻ đến quý vị là số tử vi có nội dung như sau. Mời quý vị cùng theo dõi. Vàng đeo cong cổ, tuổi Ất Mão sinh 1975, đúng tháng 5 âm lịch, năm 2024, hợp vía thần tài, vận may bùng nổ, tiền ào vào két, phất lên giàu hơn đại gia. Quý khán giả thân mến, có nhiều người tin rằng cuộc đời là vô thường, thế sự khó lường, không ai có thể biết trước được việc gì. Nhưng chỉ cần bản thân không ngừng nỗ lực, cố gắng, thì chắc chắn sẽ gặp được con đường tươi sáng phía trước. Bên cạnh đó, sự tích cực và lạc quan cũng sẽ mang đến cho bạn nhiều điều tốt đẹp và phước lành. Mỗi giai đoạn trong cuộc đời sẽ có phúc họa vui sướng, khổ đau được gieo đến. Mỗi người đều có cách riêng để đón nhận. Tử vi có nói, trời sinh mỗi người mỗi số mệnh, không phải ai khi sinh ra cũng mang trong mình căn số đắc tài phú quý, giàu có, may mắn đủ đường. Nhưng để có được thành công, họ đã phải đánh đổi bằng những năm tháng cơ cực, mệt nhọc tấm thân bằng tất cả lòng nhiệt huyết và nỗ lực của mình. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Ất Mão, sinh 1975 thân mến, mới đây nhất, khi các bậc thầy tử vi xem lá số tử vi của con giáp tuổi Ất Mão, sinh 1975 thấy rằng bản mệnh đúng là con giáp sướng, ít khổ nhiều, phải trải qua những năm tháng tuổi trẻ khó khăn, vất vả. Về sau, trung vận và hậu vận mới thực sự giàu có, cuộc sống sung túc, an nhàn. Bước sang năm 2024, tuổi Ất Mão được dự báo có rất nhiều may mắn, thuận lợi, phương diện sự nghiệp và tài lộc sáng sủa. Bất ngờ con giáp này có thể kiếm bộn tiền về tay, sống cuộc đời sung sướng từ nay đến cuối đời, đặc biệt là bước sang tháng 5 âm lịch tới này. Vận trình tuổi Ất Mão sinh 1975 sẽ thực sự bùng nổ, giàu sang phú quý, tiền tỷ cầm tay. Nếu biết được bí mật này, vậy vận trình tử vi trên các phương diện cuộc sống của tuổi Ất Mão sinh 1975 trong tháng 5 âm lịch sẽ ra sao? Các bậc thầy tử vi có tiết lộ bí mật nào cho con giáp này? Rũ sạch tai ương, đổi đời giàu có, tất cả sẽ được kênh Tử Vi bật mí ngay sau đây. Xin mời quý khán giả cùng đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay nhé. Trước khi đi vào phần luận giải nội dung chi tiết, ta hãy cùng điểm nhanh qua tính cách của người tuổi Ất Mão sinh 1975, có đặc điểm gì nổi bật ngay sau đây. Tuổi Ất Mão là con mèo, con giáp đứng thứ tư trong tất cả 12 con giáp. Người tuổi Ất Mão sinh 1975 thuộc mệnh thủy, thì xét theo nạp âm làm mệnh đại khê thủy, tức nước từ dòng suối lớn. Người mang mệnh này có tính cách ôn hòa, hiền lành nhưng rất khéo léo. Họ thích giúp đỡ người khác và coi đó là niềm vui của mình. Quý bản mệnh cũng là những người có trí tuệ, thông minh, ham học hỏi, nên ngay từ khi còn đi học, họ đã thể hiện ra mình là một học sinh có kết quả học tập tốt, làm mọi người thán phục và gia đình hài lòng. Đến khi trưởng thành, nếu được làm việc trong môi trường phù hợp, họ sẽ là những nhân viên ưu tú, ham học hỏi và có vốn kiến thức rất sâu rộng, sáng tạo không ngừng nghỉ. Người mệnh này rất thích sự tự do, thoải mái, ghét bó buộc trong khuôn mẫu, nhưng mà họ cũng là người làm việc theo cảm hứng. Gặp phải việc không có hứng thú thì sẽ lười nhác và khó đạt được kết quả như ý muốn. Vì tuổi Ất Mão thuộc hành mộc, và năng lượng mộc kép này giúp cho người Ất Mão có đặc trưng tính cách là vô cùng hào phóng và luôn biết cảm thông, thấu hiểu với người khác. Người tuổi này luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người xung quanh vô điều kiện. Đôi khi họ tốt bụng quá nên dễ bị lợi dụng mà lại không biết cách từ chối yêu cầu của người khác. Ất Mão đa phần là người thẳng thắn, mưu lược, hiểu chuyện cao, thấp và thích cái mới. Tuổi Ất Mão cũng rất hoạt bát, thích nghi nhanh với mọi hoàn cảnh, sống thân tình và chan hòa với tất cả mọi người. Tuổi Ất Mão có tính kiên cường, bất khuất, nhưng cũng không bảo thủ, ngược lại còn biết nhường nhịn và không thích tranh giành với người khác. Đặc biệt, tuổi Ất Mão luôn có ý chí tiến thủ, biết nắm bắt thời cơ và chờ đợi thời cơ để thay đổi vận mệnh để đi tới thành công. Tuổi Ất Mão được đánh giá là người thông minh, nhanh nhẹn, mưu trí và có một con mắt tinh tế, biết nhìn xa,
trông rộng, tuổi Ất Mão cũng rất tốt bụng, đối xử với mọi người bằng sự chân thành, nhiệt tình và sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi gặp khó khăn. Tuổi Ất Mão có cái đầu hơn người, tinh nhanh, thông minh và giàu trí tưởng tượng. Người này khi kinh doanh trong các lĩnh vực, cần sự tính toán chính xác, kinh doanh hoặc nghệ thuật đều rất dễ thành công. Tuổi Ất Mão khiến mọi người bất ngờ trước khả năng nhanh nhẹn, tập trung cao trong công việc. Làm việc với những người này, hiệu suất công việc có thể nâng cao gấp nhiều lần so với người khác. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, tuổi Ất Mão cũng đều có khả năng kiềm chế, điều khiển cảm xúc tốt, luôn giữ một thái độ hòa hợp và bình tĩnh với mọi người xung quanh. Người thuộc tuổi Ất Mão là người có tài đức xuất chúng hơn người. Người này có lối sống cá tính với nhiều nét nổi bật, như sống tự do, tự tại, sống lạc quan, yêu đời, lương thiện và bao dung. Ất Mão thường đặc biệt nhạy cảm và cảnh giác cao độ. Trí thông minh cũng giúp họ luôn hướng suy nghĩ về tương lai, xem xét, cân nhắc những mối đe dọa và nguy cơ có thể xuất hiện. Dường như họ luôn để mắt tới những thứ ở cận kề và có trong tay và giải pháp cho mỗi tình huống. Xu hướng này thể hiện rõ nét trong khả năng của Ất Mão có thể chấp nhận nhiều lối sống rất khác nhau. Nếu cách này không ổn, họ lập tức tìm phương án khác thay thế. Họ sẽ tiếp tục thử nghiệm cho tới khi tìm ra lối thoát. Tuy có thể bị nhìn nhận là nhút nhát, Ất Mão tự cho mình là thông minh và thận trọng. Hiếm khi người tuổi này quyết định, hành động hoặc dấn thân vào tình huống mới mà chưa cân nhắc đầy đủ các phương án trong những tình huống đòi hỏi nhận thức sắc bén về toàn bộ môi trường xung quanh, cũng như khả năng đưa ra những phương án xử lý chớp nhoáng. Không thể tìm được người phù hợp hơn, Ất Mão thường tìm cách tránh mọi sự cạnh tranh hay xung đột. Họ cũng không thích liều lĩnh, nhưng khi đặt sự an toàn lên trên nguy cơ, họ có thể đánh mất nhiều cơ hội. Tuổi Ất Mão không thích là tâm điểm chú ý của mọi người và vì vậy họ thường chọn những việc đằng sau hậu trường hơn là xuất hiện trên sân khấu. Họ thích làm thành viên của nhóm chứ không làm người lãnh đạo. Họ cảm thấy rất thoải mái khi ở môi trường quen thuộc. Họ là những vị chủ nhà chu đáo, luôn chăm chút để khách mời cảm thấy dễ chịu nhất. Tuổi Ất Mão thích sự riêng tư và khá hướng nội. Khi đối đầu với khó khăn hoặc thất vọng, họ thường giữ mọi thứ cho riêng mình, không muốn làm phiền người khác. Họ rất biết lắng nghe, tốt bụng và ngọt ngào. Vì vậy, họ được coi là người bạn đáng tin cậy. Với tố chất mềm dẻo như những nhà ngoại giao bẩm sinh, họ có thể biến những tình huống khó khăn, căng thẳng nhất, trở thành chuyên gia với những người bạn trong công việc. Ất Mão luôn cần cù, chăm chỉ, mà chẳng bao giờ sợ hãi hay là đầu hàng trước khó khăn. Họ chẳng bao giờ biết nịnh nọt ai và cũng chẳng bao giờ tranh cướp của ai cả. Họ chỉ biết hoàn thành tốt công việc của mình, đồng thời giúp đỡ mọi người. Chính vì vậy mà luôn được mọi người đánh giá rất cao, vì cho rằng họ xứng đáng nhận được sự khen thưởng của cấp trên là điều tất nhiên. Ất Mão là người thành thật nhưng lại có con mắt rất tinh đời. Họ biết rằng lúc nào mình nên làm việc gì, khi nào mình cần phải thể hiện năng lực cho người khác biết. Nhờ chọn đúng thời điểm chứng minh bản thân mà họ giỏi nắm bắt cơ hội một cách rất dễ dàng và nắm chắc cơ hội thăng tiến trong tay, về sau chắc chắn sẽ là người trước cao vọng trọng. Vận mệnh Ất Mão khá tốt, được quý nhân đi theo phù trợ. Mỗi khi gặp chuyện khó khăn hay đến giờ phút quan trọng, họ thường may mắn được người giúp đỡ, hỗ trợ và ủng hộ nhiệt tình. Đây thì đều là điều đáng quý mà không phải ai cũng có được. Tuy nhiên, không nên quá ỷ lại mà phải luôn nỗ lực hết sức mình thì mới có thể đạt được thành công đáng quý. Ất Mão được thiên phú, tư duy nhanh nhạy, sắc bén, linh hoạt. Từ khi còn đi học, họ đã thể hiện rõ là những cô bé, cậu bé thông minh. Kết quả học tập khiến phụ huynh lấy làm tự hào và hãnh diện. Đến khi trưởng thành, họ thường ham học, nghiên cứu thêm nhiều đề tài yêu thích, nên kiến thức uyên bác và sâu rộng. Còn trong công việc thì họ có sức sáng tạo lớn, thường tạo nên những hiệu quả bất ngờ. Ất Mão phù hợp với các lĩnh vực như tư vấn giáo dục, ngoại giao hay kinh doanh. Đặc biệt, tuổi này có lộc, nên kinh doanh có duyên, buôn may, bán đất, lĩnh vực quản lý tài chính, làm nông nghiệp hay là các lĩnh vực như văn phòng liên quan đến gỗ sấy, quần áo, vải vóc đều có thể giúp họ đạt tới những thành công lớn. Ất Mão dễ bị hao tốn tiền long lãng phí vì cách sống, nhờ có tài lộc lại hưởng lộc, nên tiền nong không bao giờ thiếu. Gần 30 tuổi, nhiều người đã có sự tích lũy tiền bạc rồi, càng về già thì cuộc sống của họ càng sung túc, giàu sang. Ất Mão phù hợp với các công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, kỹ càng và cẩn thận như vấn đề doanh nghiệp, biên dịch, cố vấn,
vì chính tính cách của họ đã luôn thận trọng. Khi làm các công việc này thì khả năng năng lực của họ sẽ được thể hiện rất rõ. Không những thế, nhờ mối quan hệ bên ngoài hoàn hảo, nên các nghề như lễ tân, tiếp thị đều phù hợp để thể hiện được đúng tính cách, có thể phát triển và hoàn thiện được bản thân. Ất Mão không nên thử sức với những người có tính khốc liệt, cạnh tranh vì họ không phù hợp. Tuổi Ất Mão thường lặng lẽ, nhưng làm việc rất hiệu quả, trí nhớ tốt, được quý trọng vì sự liêm chính và lòng trung thực. Họ rất trung thành với chủ, đồng nghiệp đánh giá cao sự tế nhị, tính khiêm tốn, sự cần mẫn của họ và có thể yên tâm khi giao cho họ xử lý những việc tế nhị nhất. Ất Mão sẽ không dẫm đạp lên người khác để đạt được mục đích của mình. Nữ mệnh tuổi Ất Mão là người dịu dàng, tốt bụng và trong trắng. Nếu họ quyết định không yêu hoặc hẹn hò với ai, thì họ sẽ không bao giờ làm điều đó, sẽ chỉ là uổng công. Nếu các chàng trai ngưỡng mộ, họ quyết định trồng cây si và mong chờ ngày những cô gái này thay đổi ý định. Trong quan hệ thân mật, họ có thể rất lãng mạn, nhưng bản chất thận trọng ngăn cản họ hứa hẹn ngay với một ai. Sau khi kết hôn, nữ tuổi Ất Mão sẽ dồn toàn bộ sức lực và thời gian, toàn tâm toàn ý chăm sóc chồng con và coi đó là trách nhiệm của mình. Tình yêu và những cố gắng của họ dành cho gia đình thường được đền đáp bằng tình cảm nồng nàn của người thân. Tuổi Ất Mão có tài vận tốt và không phải lo ngại nhiều về tiền bạc. Bản chất hào phóng và hòa đồng giúp họ dễ dàng có được của cải. Tuổi Ất Mão thường ít chú ý tới tiểu tiết và những vấn đề không quan trọng. Họ không thận trọng lắm khi tiêu tiền và thường không tiết kiệm được nhiều. Tuy có thể kiếm được nhiều tiền nhưng họ hiếm khi trở nên giàu có. Nam mệnh tuổi Ất Mão là người hấp dẫn, ăn mặc hợp thời trang và thường được nhiều phụ nữ ngưỡng mộ. Khi họ hẹn, họ khiến chị em ngất ngây bởi vẻ ngoài chân thực và tình cảm nồng nàn. Nhưng khi tình yêu của người con gái đủ lớn để trở thành dây chói, thì nam tuổi Ất Mão sẽ lặng lẽ biến mất. Với cá tính phóng khoáng, họ sẽ không ngừng quan hệ với những phụ nữ khác. Ngay cả khi đã gắn bó với một người, khi đùa giỡn với người thứ ba, họ xem đó như một trò chơi nhiều hơn là cảm xúc thật. Bất chấp sự thay đổi của cảm xúc và các mối quan hệ, thì cuối cùng họ cũng vẫn tiến tới hôn nhân. Trong cuộc sống vợ chồng, nam tuổi Ất Mão đòi hỏi sự tin tưởng tuyệt đối từ phía người vợ. Khi thấy chồng ngọt ngào hoặc ân cần với mình một cách bất thường, các bà vợ của họ thường đặt dấu hỏi rất to. Nam mệnh có cuộc đời gặp nhiều điều tốt đẹp, tuy không được sung sướng về mặt thể xác, nhưng được sung sướng về mặt tinh thần. Cuộc đời của họ không lấy gì làm cực khổ cho lắm. Họ có số hưởng được sự giàu sang và có thể thu được nhiều kết quả tốt đẹp. Đến thời kỳ tuổi già, tiền bạc đầy đủ, gia cảnh êm đềm. Sau đây chúng ta cùng xét tổng quan vận trình tử vi tuổi Ất Mão, sinh 1975, trong tháng 5 âm lịch, năm 2024. Tháng 5 âm lịch là tháng Canh Ngọ, bắt đầu từ ngày 6 tháng 6 năm 2024, dương lịch, kết thúc vào ngày 5 tháng 7 năm 2024. Dương lịch có thiên can là Canh Kim, địa chi Ngọ, Hỏa, đặc trưng tháng là thiên khắc địa sinh như hỏa tàng nguy hành, hướng tốt là hướng chính nam và chính bắc, hướng xấu là hướng đông và trung cung. Ngày tốt là ngày 26 và ngày 28 tháng 6, ngày 2 và ngày 4 tháng 7 dương lịch. Ngày xấu là ngày 19 và ngày 20 tháng 6, ngày 13 và ngày 14 tháng 7 dương lịch. Sau đây chúng ta cùng xét tổng quan tử vi tuổi Ất Mão trong tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch là tháng Canh Ngọ, bắt đầu từ ngày 6 tháng 6 năm 2024. Theo luận giải tử vi mới nhất của 12 con giáp có chỉ ra rằng, người tuổi Ất Mão cần chuẩn bị tinh thần đối diện với nhiều khó khăn, trắc trở trên con đường sự nghiệp và làm giàu. Song đường tình duyên lại có những khởi sắc rõ rệt, dưới tác động của Mão Ngọ tương phá, công việc của bản mệnh chẳng thể tiến triển thuận lợi được như dự tính. Bạn thường phải đối diện với sự ganh đua, phá hoại của đồng nghiệp, khiến những công việc tưởng chừng quen thuộc cũng dễ xảy ra những lỗi sai không ngờ đến. Vì thế, hãy luôn tập trung và dành tâm huyết cho những việc mình làm. Tử vi tháng 5 âm lịch, năm 2024 của tuổi Ất Mão thấy rằng, chuyện làm ăn cũng khó có thể khởi sắc, đáng buồn hơn là nhiều người còn rơi vào cảnh hao tài tốn của, do đối thủ cạnh tranh, kẻ xấu hãm hại. Thời điểm này, bản mệnh cần bước những bước chậm rãi, cẩn thận nhưng vững vàng, tránh chạy theo xu thế hoặc ham kiếm tiền bất chính, kẻo dễ vướng thị phi, thậm chí dính líu đến pháp luật. Phương diện tình cảm khởi sắc, do ảnh hưởng tích cực của nguyệt lệnh mộc dục, cũng như ngũ hành tương sinh,
Người độc thân biết chăm chút ngoại hình, dễ nhận được sự chú ý của người khác phái người đã lập gia đình nhận được sự động viên, chia sẻ của nửa kia. Nhờ vậy mà bạn giảm bớt căng thẳng, luôn có động lực để đối diện khó khăn. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Ất Mão sinh 1975 trong tháng 5 âm lịch, nhiều rắc rối xảy ra trên phương diện sự nghiệp trong thời điểm này khiến người tuổi Ất Mão khó có thể yên tâm công tác. Cục diện tương phá khuyên bản mệnh cần phải cẩn thận khi làm bất cứ công việc gì, nếu không dễ vướng phải rắc rối, khó có thể giải quyết trong một sớm một chiều. Người làm công ăn lương thường xuyên vướng phải lục đục nội bộ, khiến công việc tưởng chừng đơn giản cũng trở nên phức tạp. Bản mệnh và đồng nghiệp khó có thể tìm được tiếng nói chung, ai cũng khăng khăng với quan điểm của mình, không ai chịu nhường một bước. Nếu cứ tiếp tục tình trạng này, thì chẳng công việc nào có thể hoàn thành đúng hạn. Đôi bên nên hạ cái tôi cá nhân xuống và thử suy xét vấn đề trên góc nhìn của đối phương. Rất có thể sau đó mọi người sẽ cùng tìm ra giải pháp thích hợp. Ngoài ra, bạn cũng cần hết sức đề phòng kẻ tiểu nhân xuất hiện, gây phiền phức cho mình. Cho dù bạn giữ chức vụ nào đi nữa, nếu là nhân viên, bạn chớ nên nghe theo lời gièm pha của đồng nghiệp xấu. Hãy cố gắng làm cho tốt nhiệm vụ của mình. Nếu là người làm lãnh đạo, hãy dùng thực tế để chứng minh bản thân mình. Tử vi tháng 5 âm lịch, năm 2024 của tuổi Ất Mão khuyên bản mệnh cần giữ vững chính kiến của mình, có cái nhìn chính xác về mọi việc, tránh nghe theo lời nói một chiều của bất cứ ai. Dưới tác động của nguyệt lệnh mộc dục, chính bản thân bạn cũng là người thường xuyên thay đổi nông nổi, bất định như vậy mới khiến công việc thiếu vững chắc. Có lẽ bạn cần cân nhắc kỹ càng hơn trước khi bắt tay vào bất cứ công việc gì. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Ất Mão, sinh 1975 trong tháng 5 âm lịch, chuyện làm ăn cũng khó có thể đạt được mục tiêu mà người tuổi Ất Mão đã đặt ra từ trước đó. Thậm chí, nếu bạn có thể giữ nguyên được khoản tiền của mình ở trong túi, không tiêu pha lãng phí hoặc đầu tư vô ích đã là tốt lắm rồi. Cục diện tương phá ngăn trở, bản mệnh thường xuyên mâu thuẫn với đồng nghiệp hoặc đối tác của mình. Đôi bên có những quan điểm, mục tiêu khác nhau, nên khó có thể thống nhất được cách làm việc. Những việc tưởng chừng nhỏ nhặt hay đã quá quen thuộc cũng có thể châm ngòi mâu thuẫn giữa đôi bên. Người làm ăn kinh doanh cần tránh mở rộng hợp tác, làm quen với đối tác mới hoặc khách hàng mới trong thời điểm này, bởi đây là thời gian bạn rất dễ bị lừa gạt, khiến tài sản thất thoát. Tốt nhất, hãy tiếp tục những công việc quen thuộc của mình và làm việc thật tập trung. Còn nếu muốn mở rộng các mối quan hệ của mình, thì bạn cần phải tìm hiểu rõ đối phương là ai, chớ vội vàng bắt tay hợp tác để tránh khỏi rắc rối. Việc chi tiêu cũng sẽ tốn của con giáp này một khoảng kha khá, đặc biệt là trong lĩnh vực ăn mặc và trưng diện. Bạn quan tâm đến ngoại hình của mình hơn, nên sẽ tốn nhiều tiền cho các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp, chăm sóc sức khỏe, quần áo. Cũng may đổi lại, bạn làm quen được với nhiều đối tượng khác giới khác nhau, nhiều người có ấn tượng tốt về bạn. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Ất Mão, sinh 1975 trong tháng 5 âm lịch theo tử vi tháng 5 âm lịch 2024 của tuổi Ất Mão chỉ ra rằng, rất nhiều các tinh hội tụ khiến cho con đường tình duyên của người tuổi Ất Mão khởi sắc trông thấy trong tháng này. Dù là người độc thân hay đã tìm được nửa kia, thì hạnh phúc cũng sẽ xuất hiện gõ cửa nhà bạn. Nguyệt lệnh một dục chiếu mệnh, bản mệnh biết quan tâm hơn đến ngoại hình của mình và dùng điều đó để thu hút ánh mắt của người khác giới. Chính nhờ vậy, nhân duyên khác giới của bạn vượng lên trông thấy. Người độc thân thường xuyên nhận được lời thăm hỏi, làm quen đến từ người khác, không cần người khác giới thiệu, bạn cũng có thể tự tìm được người phù hợp với mình. Nếu đang ấp ủ tình cảm với ai, thì bạn cũng nên tranh thủ thời điểm này để bày tỏ lòng mình. Cát tinh xuất hiện là điềm lành cho con đường tình duyên của bạn. Hãy chân thành với đối phương, người đó chắc hẳn sẽ rất cảm động và sẵn sàng cho bạn cơ hội. Với người đã lập gia đình, ngũ hành tương sinh đem lại bầu không khí hài hòa, ấm áp cho bạn và người ấy. Hai người ngày càng thấu hiểu và trân trọng nhau hơn. Có người ấy ở bên cạnh cổ vũ, động viên, bạn cảm thấy tin tưởng hơn vào bản thân mình, đồng thời tràn đầy động lực để đối diện với những khó khăn, thách thức mà cuộc sống đặt ra. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Ất Mão, sinh 1975, trong tháng 5 âm lịch, dù có nhiều điều không mong muốn xảy ra trong tháng này, nhưng nhìn chung thì sức khỏe của người tuổi Ất Mão khá tốt. Bạn không quá lo buồn với những điều phải đối mặt, nhờ có tinh thần lạc quan, tích cực. Hơn nữa, dưới tác động của mộc dục, bạn biết quan tâm hơn đến sức khỏe của mình.
hãy luôn dành thời gian để nghỉ ngơi hợp lý, tránh làm việc quá sức, rèn luyện thể dục thể thao, ăn uống điều độ để cơ thể luôn ở trong trạng thái lý tưởng. Bạn cũng cần ý thức bảo vệ sức khỏe của bản thân, tránh dành quá nhiều thời gian cho các hoạt động tiệc tùng, vui chơi, khiến cơ thể mệt mỏi, thiếu ngủ, gây ảnh hưởng đến chất lượng học hành, lao động. Quý khán giả thân mến, khi chọn người đồng hành trong sự nghiệp, ngoài tài năng, tính cách, thì tuổi của họ cũng là yếu tố quan trọng không kém. Bởi giống như chọn tuổi kết hôn, chọn tuổi để làm ăn cũng có ảnh hưởng nhất định đến sự thuận lợi, hanh thông, tránh được xui rủi, khó khăn. Vậy tuổi Ất Mão hợp làm ăn với tuổi nào nhất? Theo giới tử vi nhận định, người tuổi Ất Mão bản tính hoạt bát, lạc quan, giỏi giao tiếp, nhưng thương trường sóng to, gió lớn. Bởi vậy, phải là người có ý chí kiên định, bản lĩnh vững vàng mới có thể tồn tại. Người tuổi Ất Mão nếu muốn kinh doanh thì cần kết hợp với người khác, không thể tự mình làm nên sự nghiệp. Vậy họ nên kết hợp với những tuổi nào? Tuổi Ất Mão hợp làm ăn với tuổi Tuất. Hai tuổi này có thể làm bạn với nhau. Người tuổi Tuất là quý nhân của người tuổi Ất Mão. Khi vấn đề phát sinh, người tuổi Ất Mão có thể nhận được thái độ khoan dung, thấu hiểu của tuổi Tuất trong đời sống. Người tuổi này cũng thừa nhận được sự giúp đỡ từ tuổi Tuất trong mối quan hệ hợp tác. Hai người dám nghĩ, dám làm, là hậu phương vững chắc của nhau. Tuổi Ất Mão hợp làm ăn với tuổi Mùi, bởi người tuổi Mùi khá thích thể hiện, mà người tuổi Ất Mão lại khó nghĩ đến cái lợi riêng, nên hai người rất dễ xảy ra xung đột. Nhưng khi hai người không có quan hệ lợi ích, họ sẽ có rất nhiều chủ đề chung, có thể trở thành bạn tâm sự, cùng cổ vũ và an ủi nhau. Tuổi Ất Mão hợp làm ăn với tuổi Hợi, hai tuổi này thường đối xử với nhau thật lòng. Cho dù trong cuộc sống, người tuổi Ất Mão và người tuổi Hợi có xảy ra chút ít tranh cãi, nhưng hai người sẽ nhanh chóng hoàn hảo như lúc ban đầu. Trong hôn nhân, hai tuổi này là một đôi hạnh phúc có thể giúp nhau cùng đạt được lợi ích. Sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần trong tháng 5 âm lịch 2024 của người tuổi Ất Mão sinh 1975. Tử vi tuần mùng 1 tháng 5 âm lịch của tuổi Ất Mão sinh 1975. Theo dõi tử vi khoa học nhận thấy, người tuổi Ất Mão có thể gặp phải một chút khó khăn ở đầu tuần do chịu tác động của kiếp tài và tỷ kiên. Song nếu cố gắng làm việc của mình, hạn chế mâu thuẫn với đồng nghiệp, thì từ giữa tuần trở đi, mọi việc có dấu hiệu cải thiện đáng kể. Bản mệnh có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ và nhận được đánh giá cao của cấp trên. Tử vi tuần mới của 12 con giáp thấy rằng phương diện tài lộc chưa có nhiều dấu hiệu phát triển đáng chú ý. Đa phần người tuổi Ất Mão cần tiếp tục cố gắng để chờ đợi thành quả trong tương lai. Chỉ đến cuối tuần, nhờ có chính tài chiếu mệnh, bạn có thể nhận được phần tiền xứng đáng với công sức mình đã bỏ ra. Chuyện tình cảm lúc lên bổng xuống trầm. Khi đầu tuần bạn và nửa kia vẫn có những giây phút ngọt ngào bên nhau, nhưng đến giữa tuần cả hai lại dễ rơi vào cảnh khúc mắc tranh cãi. Chỉ khi hai người chịu hạ cái tôi cá nhân xuống và lắng nghe đối phương thì mọi chuyện mới được giải quyết. Một điều nữa cần phải lưu ý trong tuần này là ảnh hưởng của thái tuế hung tinh. Bản mệnh cần cẩn thận hơn trong khi tham gia giao thông hoặc khi lao động chân tay nếu không dễ gặp phải tai nạn ngoài ý muốn. Tử vi tuần mùng 2 tháng 5 âm lịch của tuổi Ất Mão sinh 1975. Đầu tuần có lẽ là thời điểm khó khăn với người tuổi Ất Mão khi bạn phải đón nhận những điều không mong muốn trong sự nghiệp. Để hạn chế ảnh hưởng của thương quan cũng như kiếp tài, bạn cần hạn chế tính cách nóng nảy, nghĩ gì nói nấy, dễ gây mất lòng người khác. Hãy luôn suy nghĩ kỹ trước khi nói chuyện. Tiền bạc cũng chưa có nhiều dấu hiệu phát triển đáng kể. Chỉ có đầu tuần là một vài người làm nghề tự do có thể nhận được khoản tiền lương, tiền lãi từ các mối hợp tác. Thực thần khuyên bản mệnh nên tiếp tục mở rộng các mối quan hệ của mình để có thêm nhiều mối làm ăn. Ngoài ra, bản mệnh cần phải đề phòng kẻ tiểu nhân do hùng tinh thiên cẩu mang lại. Đối phương có thể cảm thấy ngứa mắt vì những gì mà bạn đã gặt hái được. Vì vậy, bạn chớ nên tin người quá mức, làm gì cũng cần phải có lòng đề phòng cẩn thận. Phương diện tình cảm cũng không thực sự bình ổn khi mâu thuẫn liên tiếp xuất hiện giữa hai người. Cả bạn và người ấy đều quá cứng đầu, không ai chịu nhường ai, nên quan hệ dễ rơi vào chiến tranh lạnh. Người độc thân có lẽ vẫn chưa thực sự muốn bước ra khỏi thế giới riêng. Tử vi tuần mùng 3 tháng 5 âm lịch của tuổi Ất Mão sinh 1975. Tử vi tuần của tuổi Ất Mão nhận thấy nhiều khó khăn ập đến trong công việc vào khoảng thời gian giữa tuần, có thể khiến người tuổi Ất Mão cảm thấy mệt mỏi, thậm chí là muốn bỏ cuộc.
Đây chính là lúc sức chịu đựng của bạn được thách thức. Nếu bạn tự khích lệ bản thân mình vượt qua được, thì đến cuối tuần bạn sẽ gặt hái được thành tích đáng tự hào. Chuyện làm ăn có những dấu hiệu phát triển tích cực, bất kể bạn đang làm ở lĩnh vực nào đi nữa. Người làm công ăn lương khắc phục được khó khăn thì sẽ được thưởng nóng. Người làm tự do hoặc kinh doanh thì tìm được phương hướng phát triển mới, đem tiền bạc về túi nhanh chóng. Trong tuần có các tinh tử vi trợ lực. Nếu bản mệnh đang ấp ủ kế hoạch làm ăn, kinh doanh gì thì nên tranh thủ thực hiện ngay trong tuần này. Nếu còn băn khoăn, thắc mắc trong vấn đề gì, hãy mạnh dạn trao đổi, thảo luận với những người giàu kinh nghiệm. Theo tử vi tuần mới, chuyện tình cảm khởi sắc. Đặc biệt, vào khoảng thời gian đầu tuần, người độc thân có thể nhận được sự quan tâm, chú ý của nhiều người khác giới, bạn nên chớp cơ hội này để tìm ra người chân thành với mình. Khoảng thời gian cuối tuần, các cặp đôi cần hạn chế để xảy ra mâu thuẫn. Tử vi tuần mùng 4 tháng 5 âm lịch của tuổi Ất Mão, sinh 1975, có lẽ người tuổi Ất Mão sẽ phải vượt qua nhiều thách thức trong sự nghiệp vào tuần này. Thiên quan và thương quan cho thấy, cấp trên dễ chèn ép, khiến bạn khó có cơ hội thể hiện khả năng của mình. Bạn cần hết sức bình tĩnh và nhẫn nại, chớ để mối quan hệ đôi bên xấu đi. Dịch Mã khuyên bạn hãy cố gắng hết sức mình, bởi càng chăm chỉ bao nhiêu thì tương lai kết quả thu được sẽ càng đáng mừng bấy nhiêu. Vì thế, bạn chớ nên ngại khó khăn, gian khổ nhất thời, bởi đây cũng chính là cơ hội để bạn hoàn thiện bản thân, thậm chí biến thách thức thành cơ hội. Chuyện làm ăn kinh doanh khá thuận lợi trong khoảng thời gian giữa tuần. Do có các tinh phù trợ, bạn thậm chí có thể phát tài dựa vào may mắn. Tuy nhiên, bạn không nên sống dựa dẫm vào khoản tiền này. Người làm đầu tư có thể hưởng lợi từ những mối đầu tư trước đó. Phương diện tình cảm dần dần khởi sắc vào thời điểm cuối tuần. Bạn và người ấy ngày một trân trọng nhau hơn và luôn cố gắng hết sức để giảm thiểu những tranh cãi không nên có. Người độc thân có thể nhận được lời bày tỏ đến từ người khác giới. Quyết định hoàn toàn nằm trong tay bạn. Quý khán giả thân mến, ai chẳng từng mệt mỏi khi cuộc sống gặp khó khăn, nhưng quan trọng là cách chúng ta vượt qua chúng như thế nào. Mỗi lần như thế sẽ hình thành nên nhân cách con người của chúng ta. Vạn vật trên trời đất, phàm là con người hay hoa lá, cỏ cây, muốn sống trên đời thì ắt hẳn đều phải trải qua những ngày tháng vất vả vươn lên để sinh trưởng và phát triển. Chúng ta cũng như những chú sâu vậy, nếu muốn qua sông cần đủ thời gian hội tụ và đủ nghị lực, vượt qua khó khăn mà không bao giờ bỏ cuộc, thì một ngày mới hóa thành bướm, để sang được sông. Khi nằm trong cái kén chú sâu đã không ngừng thử thách, biến đổi chính mình, để sau đó tự mình thoát được cái kén hóa thành bướm. Và khi đó không chỉ bay được qua sông, mà nó còn được thỏa sức bay lượn khắp mọi nơi tới bất cứ đâu mà nó muốn. Cuộc sống gặp khó khăn hay thuận lợi luôn song hành tồn tại, giống như một bản nhạc có những nốt cao thánh thót và những nốt trầm sâu lắng. Vậy nên, thiếu đi bất kể nốt nhạc nào cũng khiến bản nhạc trở nên không hoàn hảo. Nếu sinh ra mọi thứ đã có sẵn, cuộc sống luôn đầy đủ, thì đâu còn động lực để chúng ta lớn lên, trưởng thành, hóa thành bướm. Vì thế, có nhiều người dù sinh ra đã ngậm thìa vàng, nhưng họ vẫn tạo ra những thử thách cho chính mình, và họ xem đó là cơ hội để khai phá bản thân, thay vì than thân, trách phận, vì cuộc đời không như ý. Khi gặp phải một vấn đề khó khăn, rắc rối, hãy xem đó là bài học kinh nghiệm, cơ hội khám phá chính mình. Bạn sẽ cảm thấy mọi việc nhẹ nhàng hơn, cuộc sống càng ngày càng khắc nghiệt hơn. Điều quan trọng là phải tự mình học được cách đối mặt với những thử thách trong cuộc sống, lấy đó làm động lực rèn luyện bản thân ngày càng vững vàng, trưởng thành trước sóng gió. Cách vượt qua khó khăn là đi xuyên qua nó, đối mặt với khó khăn chớ nên rối trí. Cứ xem đó là cơ hội để chúng ta rắn giỏi, cứng cỏi hơn, trưởng thành hơn. Với một tâm thế sẵn sàng, luôn tự tin vào khả năng vượt qua của mình, ắt hẳn bạn sẽ thấy nhẹ nhàng hơn nhiều và dễ dàng tìm ra cách để giải quyết những vấn đề khó khăn đó. Điều quan trọng là không khó khăn nào là mãi mãi, và thực tế là hết khó khăn này sẽ đến khó khăn khác. Hãy xem đó là lẽ thường của cuộc đời này. Quý vị thân mến, trên đây là chia sẻ tâm huyết về nội dung vàng đeo cong cổ, tuổi Ất Mão sinh 1975, đúng tháng 5 âm lịch, năm 2024, hợp vía thần tài, vận may bùng nổ, tiền ao vào két, phất lên giàu hơn đại gia. Từ đội ngũ biên tập chương trình trong quá trình truyền đạt video, đội ngũ biên tập không thể tránh khỏi những thiếu sót. Mong quý vị thông cảm và đồng hành đóng góp ý kiến dưới phần bình luận, để đội ngũ biên tập chương trình cố gắng ngày một hoàn thiện hơn.
Mong rằng nội dung này có thể giúp quý vị có thêm nhiều niềm vui và gặt hái thành công mỹ mãn trong cuộc sống. Tử vi con số may mắn, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.